Xin chào tất cả các bạn. Thì cũng lâu rồi mình chưa ra những cái video về uproom quốc tế cho những dòng Samsung. Thì hôm nay mình có nhận uproom con S22 Ultra cho một bạn thì xa, sẵn tiện đây thì mình làm video luôn. Thì mình vẫn nhận uproom quốc tế cho những dòng Samsung nha các bạn. Rồi trên màn hình thì các bạn thấy là mình có để thông tin dòng máy của bạn đó nhờ mình up. Thì nó là S22 Ultra bản Mỹ. Thì hiện tại là máy bạn đó là đang là Android 13 nha các bạn. Thì mình sẽ up bản rom quốc tế cho bạn đó để xóa app rác, xóa logo khởi động nhà mạng và cập nhật OTA bình thường cho các bạn. Thì nó phải support được hai sim cho bạn đó nữa. Rồi thì ở đây tool thì mình đã tải sẵn rồi các bạn, giống như cũ thôi bạn, tool mình đã sẵn cho bạn đó hết rồi. Rom, file rom cũng tải sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở lên thôi, tại vì mình tải sẵn cho bạn đó để nó dễ. Đầu tiên là file Odin 3B đó các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình mở nó lên. Các bạn chờ mình xíu. Mình sẽ hướng dẫn từng bước cho các bạn dễ hiểu. Rồi bây giờ tới file ROM các bạn. Thì cái file ROM thì mình đậu đuôi nha các bạn. Giống như cũ thôi. Mình xóa cái chấm MD5 đi. Mình giữ lên chấm ta. Thì hiện tại do mình mới đổi công việc mới các bạn, cho nên nó bận rộn nên không có ra được nhiều video. Nhưng mà mình vẫn hỗ trợ uproom cho các bạn nha các bạn. Rồi mình chạy 4 file cho các bạn xóa cái file cuối cùng đi. Cái file Home CC các bạn xóa đi. Tại vì mình không cần thiết. Rồi sau khi mà các bạn có đầy đủ tất cả những file ROM 4 file thì tiến hành các bạn add từng file ROM vào file tool thôi. Thì mình nói bạn đó đưa về chế độ robot và cái nó máy tính, thì khi nó vào các bạn thấy cổng côm nó nhận không, nó cái nhận trên driver lên trên tool đó là ok. Thì chế độ đưa về download mode thì cũng giống như dòng Note 10 lớn thôi các bạn, tắt nguồn, tăng giảm âm lượng, sau đó kết nối với cáp là nó sẽ ra. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đặt từng file ROM vào. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm start các bạn, bấm start nó chạy thôi. Thì cái bước start sau khi nó chạy xong các bạn chờ các bạn. Thì lúc này các bạn có thể pha một tách cà phê các bạn uống rồi các bạn chờ thành quả thôi. Bước uproom thì giống như cũ, mình không có xóa, không có sửa, không có cắt ngắn nữa, vẫn để nguyên. Thì sau này những video uproom mình nó sẽ ngắn gọn hơn nhiều. Tại vì mình đã làm chi tiết những video trước rồi. Thì sau này nó sẽ ngắn gọn hơn cho các bạn dễ hình dung. Và mình cũng nhắc lại là mình vẫn nhận uproom, hỗ trợ uproom từ xa nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Hiện tại thì Samsung nó cập nhật một số bản Android 13 cho một số dòng rồi các bạn. Thì bạn nào muốn update ROM quốc tế ROM Android 13 thì các bạn nhắn cho mình. Mình nhận hỗ trợ làm hết. Nói chung mình làm thì mình có trách nhiệm cho các bạn. Trách nhiệm với lúc mình làm cho các bạn. Cho nên cái vấn đề mà riết máy thì mình đều hỗ trợ hết.
trên tool nó báo tới user data là sắp xong rồi các bạn, là chạy sắp xong rồi đó. Rồi nó báo reset các bạn, nó báo pass là thành công các bạn. Thì lúc này khi mà tool báo thành công á, thì trên điện thoại của bạn nó sẽ tự động nó khởi động lại máy nha. Thì bước này thì mà bạn đó đang chờ máy nó khởi động lên, bạn đó active vào máy. Thì tí nữa mình sẽ bạn active thì mình sẽ nhờ bạn đó chụp thông tin cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ mở cái My Computer lên để mình xem là nó hiện chưa, nó nhận cái thông tin máy chưa các bạn. Tại vì mình có nói bạn đó là đừng có rút cáp. Nếu mà máy nó tự động khởi động lên á thì nó sẽ nhận cổng USB của điện thoại, thì nó sẽ nhận cái ổ cứng của máy á, thì nó sẽ để là thường nó sẽ để tên máy luôn là S22 Ultra các bạn. Thì cái bước này các bạn chờ xíu để mình xem nó nhận không. Tại vì thông thường có những số trường hợp các bạn uprom xong nhưng máy khởi động lên nhưng mà máy tính nó không nhận được ổ đĩa của điện thoại, thì cái đó là trường hợp vẫn có là lỗi ROM nha các bạn. Các bạn lúc ROM lên các bạn để từ mặc định máy nó lên thì máy tính nó sẽ tự động nhận thôi, tại vì driver ban đầu mình đã cài rồi. Thì khi mà máy điện thoại khởi động lên nó sẽ nhận của ổ máy để của điện thoại. Rồi, máy nó hiện rồi các bạn, nó nhận ổ đĩa thông tin của điện thoại rồi, S22 Ultra. Rồi xem như cái bước upload của mình tới đây cũng thành công các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn cảm thấy hay các bạn like và các bạn chia sẻ ủng hộ mình. Rồi trên màn hình là thông tin của máy sau khi up xong các bạn. Máy nhận đủ 2 EMI nha các bạn, tức là máy sẽ 2 SIM. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn và kết thúc video tại đây.